Xin giới thiệu với các bạn phần mềm mô tả chữ viết bao gồm chữ số, dấu, tiếp theo là phần các nét cơ bản và từng con chữ. Tiếp theo là phần chữ viết. Phần chữ hoa. Có đầy đủ các chữ hoa và có các kiểu hai nữa, chữ ghép, chữ thường, nhỡ và các nét cơ bản, các số và các dấu. Có cái bộ hướng dẫn viết này thì giáo viên sẽ không còn phải viết mẫu nữa.